Đây nha anh chị, hôm nay Deadtone nó về một cái mẫu phiên bản cắt ti trượt nhỏ 185 thôi, lưỡi 185mm, công suất 1500 lần quý anh chị. Con này nói chung là sẽ phù hợp cho nhiều anh chị cô chú lớn tuổi xíu, xài DIY gia đình nhà là xài con này đảm bảo ngon luôn. Đó, này nó cắt ti trượt, cắt lưỡi hợp kim nha anh chị. Đó, nó cắt lưỡi hợp kim 185, có thể cắt gỗ, cắt sắt, cắt nhôm, cắt đủ các loại thứ luôn. Đó, mẫu Deadtone, mẫu đời mới. Mẫu này là CBT 185 nha anh chị, có nghĩa là cắt bằng trượt 185mm á. Đó, nó trượt, nó cắt được độ rộng ha. Anh chị thấy là đo cho anh chị coi, nếu mà ở mức độ bình thường á là anh chị cắt cái này cũng hay, nó cái mâm kéo lẹ nè, cắt được 10 phân nè ha. Đó, còn nếu anh chị muốn mà cắt được nhiều á, mình dời vô trong. Đó, anh chị có thể mình dời vô trong là mình cắt được nhiều, mở đây ra dặn vô trong này nè anh chị, nó có làm lỗ sẵn cho mình hết, khỏi cần phải chế á. Dây nguồn nó là 5m nè. Đó, khi anh chị cắt được độ dài là cắt được 28 phân luôn á. Đó, 29, 28 luôn á, không? Đó, anh chị cắt trượt được độ dài. Rồi, test thử cho anh chị mình coi. Thì máy này anh chị lưu ý nè, khi anh chị cắt vô sâu á là anh chị phải để ý cái đoạn ở phía sau này. Đó, mình chỉnh ở phía sau, nếu anh chị chỉnh mở ra nhiều quá nó cắt vô phạm vô cái bàn luôn. Còn nếu anh chị chỉnh ít ít thôi thì nó sẽ cắt là không có chạm nè ha. Đó, giờ đầu tiên cắt sắt cho quý anh chị. Khi mà cắt sắt quý anh chị cũng để ý mình canh như thế nào mà khi cái lưỡi nó xuống mà ngay cái gốc chữ A là quý anh chị cắt sắt nó bền nhất luôn á. Đó, quý anh chị thấy không, cắt rất là dễ dàng luôn nè, thấy không? Đó, ok, ngon lành, gọn lẹ, đường cắt của nó là đẹp luôn, cho quý anh chị coi nè, thấy không? Đó, giờ cắt xéo 45 độ cho anh chị coi nè, rất là ok luôn, cắt xéo 45 độ để cắt hai đoạn rồi gấp nối lại cho quý anh chị coi luôn ha. Cắt đoạn nữa đi em, cắt đoạn nữa đó, cái này cắt ra đường cắt nó sắc nét lắm. Quý anh chị cắt nhôm, cắt sắt, cắt gỗ xài trên một cái máy nó tiện lợi lắm ha. Để trong nhà, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi á, để cất giữ đồ trong nhà nó cũng gọn gàng, mà nó ti trượt nên mình cắt được độ rộng, mình không cần đầu tư cái máy quá lớn nè. Quý anh chị thấy nè, đó, ghép 45 độ ngon lành, quá ok luôn, thấy không? Đó, giờ quý anh chị thấy nè, bình thường quý anh chị cắt cái máy bình thường á, khi mình đặt ở giữa vậy là cái lưỡi nó rất là mau mòn, thấy không? Nên là quý anh chị dời cái tô vô trong, đó, dời vô trong, quý anh chị bỏ vô trong là khi đó quý anh chị thấy nè, đó, mình kẹp vô, khi quý anh chị xuống cái nó chuẩn ngay gốc chữ A, thấy không? Đó, cái chỗ này nó mới bền cái lưỡi nè quý anh chị, để chú ý chỗ này nha, cắt như vậy nó mới bền cái lưỡi được. Cắt gỗ thì nó không có gì cả, nhưng mà cắt sắt nó bằng lưỡi hợp kim này quý anh chị phải cắt vô gốc nó mới bền được. Đó, thấy không, cắt đường cắt ra là ngon lành thẳng tóm, quý anh chị cắt được độ lớn là thấy ngon rồi. Máy nhỏ nhưng mà mình cắt được độ lớn, cắt sắt dày luôn nè. Cái máy này nó cắt 45 độ hay là nó cắt độ lớn là nó rất là phù hợp. Đó, quý anh chị thấy nè, cắt được những cái này nhưng mà đường cắt sắc nét, đây là cũng là một cái lợi thế cho anh chị ha. Đó, cái máy này Deadtone đang bán với cái mức giá của nó là 1.750.000 cái nha anh chị, bảo hành là 6 tháng, công suất là 1500, dây nguồn 5m. Cái máy này nó cũng nhẹ lắm, nó nặng 7,5kg thôi, không quá nặng. Đó, nhưng mà nói dòng này cũng là cứng chắc lắm á. Đó, đường cắt nè, ok. Còn quý anh chị khi cắt gỗ nè ha, này 27 ly quý anh chị bỏ vô nè, đó, 27 xăng là quý anh chị dứt được luôn 2 tấc 7, thấy không? Quý anh chị cắt đường này maximum cắt được khoảng 2 tấc 8, quý anh chị cắt gỗ, cắt nhôm, cắt sắt nó có ti trượt, quý anh chị thấy ti trượt nó không? Đó, nó có ti trượt thì ok, mình làm việc nó dễ dàng, mình máy nhỏ nhưng mình làm được việc lớn ha. Đó, giờ nó cắt cái lưỡi hợp kim khỏi cần phải thay lưỡi gì cả, dứt cái 1500W DK CBT 185, mẫu đời mới nhất của Deadtone, nhỏ gọn, dây nguồn 5m. Nó giống như là một cái máy mà trước giờ Hồng Nhiên giới thiệu quý anh chị, mà cái mẫu này rất là nhiều, có loại có trượt, có loại không có trượt, nhưng mà Deadtone về lần này là hơi bị ngon luôn quý anh chị nè. Công suất 1500W nè quý anh chị thấy không? Đó, bảo hành là 6 tháng nha, giá 1.750.000 nha anh chị.
Đó, mẫu máy quay cho quý anh chị coi độ cứng chắc, lật bên dưới cho quý anh chị coi về cái ti trượt đồ của nó luôn. Đó, về bên hông rồi quý anh chị nhìn nè, mẫu máy làm chắc chắn. Nói chung đét tông nó ra cái mẫu nào cũng thấy cũng đã đó, nhìn cái độ sắc nét nó dữ lắm. Bên dưới nó là ti trượt của nó rồi, kiểu vậy nè quý anh chị. Đó, thấy không, nhìn nó cũng dày dặn chắc chắn ha. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm này, giá 1.750.000 quý anh chị, thì liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha. Đó, nó đi theo máy thì có cặp thang sơ cua, có khóa mở, đó, thì phiếu bảo hành 6 tháng, dây nguồn dài, nó nói chung là nó cũng chỉ có vậy thôi. Đó, nguyên một cái máy trọn bộ, điện 220V.